Xin chào và được trở lại chương trình của The LV News. Trở lại bản tin đầu tiên, Hoa Kỳ đang hướng tới nhiều cái lạm phát hơn vào năm 2024. Chúng ta đã thấy một loạt tin tức đáng thất vọng về lạm phát với tờ kinh tế của Biden. Đầu tiên, chúng ta thấy chỉ số tiêu dùng đã tăng 0.4% trong tháng 2, mức tăng hàng tháng cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái, dẫn đến tỷ lệ lạm phát hàng năm chung ở mức cao hơn dự kiến là 3.2%. Chi phí nhà ở và xăng dầu, hai trong số hạng mục quan trọng nhất đối với gia đình, cũng đã đóng góp lớn 60% vào cái nguyên nhân tăng giá vào tháng 2. Đồng thời, chỉ số sản xuất PPI cho nhu cầu cuối cùng đã tăng 0.6% trong tháng, mức tăng hàng tháng cao nhất kể từ mùa hè của năm ngoái, để góp phần vào tỷ lệ tăng hàng năm cao nhất kể từ tháng 9 của năm ngoái. Giá nhập cảng hiện đã tăng 2 tháng liên tiếp, mức tăng hàng tháng liên tiếp kể từ mùa hè của 2023. Như vậy, chính quyền của Biden vẫn tiếp tục tuyên bố là lạm phát giảm, nhưng mà thật sự cuộc sống của chúng ta đang upside down với tờ của Biden. Cuối cùng, với giá dầu toàn cầu, một yếu tố quan trọng góp phần tạo ra cái mức giá chung, đã đạt mức cao nhất trong chu kỳ, hiện tại ở mức 80 đô la một thùng trong những ngày gần đây. Những dữ liệu này cho thấy lạm phát không những bị dập tắt mà còn có xu hướng tăng vào năm 2024. Đó là một tin tức đáng buồn đối với hầu hết những gia đình của người Mỹ, vốn đang phải chật vật để theo kịp cái mức giá tăng ngày càng tăng của mọi thứ, gồm thực phẩm, năng lượng, nhà ở, đi lại và chăm sóc y tế. Bởi vì chúng ta đã sống chung với lạm phát trong 3 năm qua, nên mức giá chung cao hơn khoảng 20% so với đầu của 2021. Do đó, với một số nhóm hàng hóa như năng lượng thì giá đã tăng khoảng 70%. Tiền lương thực tế, tức tiền lương sau cái điều chỉnh theo lạm phát, chỉ bắt đầu tăng của 2023. Có nghĩa là khoảng thời gian 2 năm hầu hết người Mỹ đã bị cắt giảm lương xét theo cái sức mua của họ. Và vẫn trong cái tình trạng kinh tế tồi tệ so với thời điểm của ông Biden nắm cái chính quyền. Các gia đình của người Mỹ đã căng thẳng vì cái chi phí gia tăng, phải gánh những khoản nợ mức nguy hiểm để trang trải cho cuộc sống. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân vẫn ở gần mức thấp nhất kể từ trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu của 2008 và 2009. Và nợ quốc gia đã tăng lên mức cao nhất kỷ lục là 17.500 tỷ đô la vào cuối năm của 2023. Các gia đình đang ngày càng sử dụng nợ tín dụng để trang trải những chi phí hàng ngày. Kể từ năm 2019, nợ gia đình đã tăng với tốc độ cao gần gấp 3 lần so với tốc độ thu nhập thực tế. Để mang lại một chút cân bằng cho tài chính của gia đình, giá cả không những không ngừng tăng mà còn phải giảm trước xuống mức cái đại dịch. Tại thời điểm này, điều dường như là không bao giờ xảy ra. Trên thực tế, có nhiều bằng chứng cho thấy lạm phát sẽ tiếp tục kéo dài suốt năm của 2024. Trong khi cái tốc độ chi phí thực phẩm gần đây đã chậm lại, cái giá năng lượng đã giảm một chút so với mức cao trước đó. Các nhóm hàng hóa khác vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ. Chi phí nhà ở chiếm một phần đáng kể trong ngân sách hầu hết hộ gia đình, tiếp tục tăng ở mức 6% trong cái năm ngoái. Chi phí đi lại tăng gần 10% trong tỷ lệ so với cùng kỳ của năm ngoái trong cái tháng 2. Thực phẩm mua ngoài FAFH đã tăng 4.5% so với cùng kỳ năm ngoái trong cái tháng trước. Giá dầu tăng gần đây đã gợi ý cái xu hướng dịu bớt trong tốc độ tăng giá thực phẩm và năng lượng sẽ đảo ngược trong những tuần tới. Giá xăng bán lẻ vẫn cao hơn một chút so với năm trước, đã tăng trong 3 tuần qua, một xu hướng có thể tiếp tục ít nhất là trong vài tuần tới. Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ dự kiến giá thực phẩm sẽ tiếp tục tăng khoảng 2.9% vào năm 2024, với cái nguy cơ có thể tăng 5.3%. Kỳ vọng của Wall Street về lạm phát đã tăng 6.5% kể từ tháng 12, dòi một thêm một gáo nước lạnh do ý tưởng rằng các hệ thống dự trữ liên bang sẽ có thể giảm lãi suất. Tuy nhiên, lý do căn bản nhất để tin rằng cái lạm phát sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024 là một nguồn cung tiền của Hoa Kỳ, vốn đã tăng 40% trong 2 năm sau khi các đợt phân phát miễn phí tiền liên quan đến cái đại dịch và tăng gấp 3 lần kể từ cuộc khủng hoảng tài chính của toàn cầu, vẫn tương đối chưa bình thường trở lại so sánh với tăng trưởng của năng suất. Tăng trưởng thu nhập quốc dân đã không theo kịp cái nguồn cung tiền ngày càng tăng,
Hậu quả là mức giá chung đã tăng một cách chậm rãi nhưng không thể tránh khỏi, là một quá trình chỉ bắt đầu 2021 dưới thời của Biden. Tiến trình điều chỉnh giá cả vẫn chưa hoàn thành và trên thực tế vẫn một chặng đường dài của phía trước. Trong khi đó, chính phủ liên bang vẫn tiếp tục chi tiêu cái mức nợ hàng tháng, hàng năm là 1.000 tỷ đô la. Với cái chi phí lãi Divide đã tăng thêm 1.000 tỷ đô la vào nợ của quốc gia, cứ mỗi khoảng 100 ngày. Cái gói 1.200 tỷ mà cái chính quyền của Biden đã deal với cái đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì tiếp tục cái gói này sẽ đẩy cái lạm phát trở lại như bùng nổ giữa mùa hè của 2024. Khoản chi tiêu trong một đã trở thành một phần ngày càng tăng trong GDP, không chỉ kìm hãm tăng trưởng kinh tế, mà còn đóng một vai trò lực đẩy lạm phát mạnh mẽ và cuối cùng dẫn đến sự mất giá của đồng tiền. Trong khi chính quyền của Biden và nhiều tiếng nói bình luận trên hãng truyền thông tiếp tục ca ngợi giảm cái lạm phát, thì nhận định này dường như trong trường hợp tốt nhất chỉ là một ảo tưởng đầy hy vọng, nếu không muốn nói là hoàn toàn sai sự thật. Một thực tế đáng tiếc, lạm phát sẽ tiếp tục ở mức cao cho đến năm của 2024 và các gia đình của người Mỹ vẫn tiếp tục gánh chịu cái hậu quả thê lương. Và đó là bản tin đầu tiên về kinh tế trong chương trình của The LV News. Và welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại bản tin tiếp theo tiêu điểm về Hoa Kỳ trong chương trình của ngày hôm nay. Ủy ban của đảng Cộng Hòa đã đề nghị cải tổ để ngăn chặn việc cắt giảm phúc lợi an sinh xã hội. Một lực lượng đặc nhiệm của đảng Cộng Hòa, nhóm bảo tồn truyền thống lớn nhất tại Hạ viện, đã công bố đề nghị cải tổ nhằm ngăn chặn việc cắt giảm phúc lợi an sinh xã hội trong bối cảnh cái hệ thống này đang trên bờ vực phá sản. An sinh xã hội đang phải đối mặt với những thách thức trong tương lai bởi những yếu tố bao gồm lạm phát và doanh thu thuế thấp hơn dự kiến. Với một số ước tính cho thấy quỹ an sinh xã hội chính sẽ cạn kiệt trong vòng 10 năm, dẫn đến cắt giảm phúc lợi của xã hội. Ví dụ như, một tổ chức phi đảng phái của Ủy ban Ngân sách Liên bang có trách nhiệm đã ước tính rằng cái quỹ tính thác an sinh xã hội bao gồm hai quỹ nhỏ hơn là quỹ thác bảo hiểm người già, người sống sót OASI và quỹ bảo thác bảo hiểm người khuyết tật DI sẽ cạn tiền vào 2033. Phân tích cho biết, khi mất đi khả năng thanh toán thì luật pháp quy định rằng cái quỹ thác OASI chỉ có thể chi tiêu cái số tiền bằng doanh thu sắp tới của quỹ thác, có nghĩa là toàn bộ 70 triệu người về hưu, những người phụ thuộc và những người sống sót bất kể tuổi tác, thu nhập hoặc nhu cầu, chứng kiến phúc lợi của họ sẽ giảm 23% dưới thời của Biden. Nghĩa là trừ phi tìm được nhiều tiền hơn, hoặc bằng cách lấy từ quỹ chung, thông qua tăng thuế hoặc thông qua những cải tổ dẫn đến khoản tiết kiệm cho chương trình này. Nếu không, những người hưởng an sinh xã hội sẽ nhận được những tấm chi phiếu nhỏ hơn cái giá trị thực tế. Ủy ban nghiên cứu của đảng Cộng Hòa RSC đã viết trong một bản kế hoạch ngân sách vào năm tài khoá của 2025. Những khoản cắt giảm tàn khốc này sẽ khiến nhiều người cao niên không thể trang trải cuộc sống và cướp đi khả năng sống có phẩm giá và độc lập của họ. Hàng triệu người Mỹ trợ giúp người thân của họ sẽ gặp khó khăn về nền kinh tế. Lực lượng đặc nhiệm này của đảng Cộng Hòa lập luận rằng cách tiếp cận an sinh xã hội của Joe Biden đã đặt cái chương trình an sinh xã hội này như một tình thế bấp bênh, với phần ngân sách của năm tài khoá 2025 cho Sở An sinh xã hội của ông đã vô trình chung đã ủng hộ cho việc tăng thuế với những người Mỹ có thu nhập cao kết hợp với đề nghị tăng chi tiêu của chương trình. Thì đó là cái tác động kinh tế của chính quyền Biden. Khi chính quyền của Biden tăng cái tỷ lệ an sinh xã hội cho 2024, về nguyên tắc họ tăng ở mức độ nào đây? Họ tăng ở mức độ là chỉ có 3.25%. Như vậy, vì nghĩ rằng 3.25% tăng trưởng về an sinh xã hội cho 2024 thật sự theo kịp cái lạm phát mà từng cái tô phở hay là từng một món hàng vân vân. Đề nghị chi tiêu nhiều hơn mà không có giải pháp bền vững sẽ dẫn đến việc cắt giảm phúc lợi của người Mỹ nhiều hơn. RSC viết đồng thời lập luận cái kế hoạch của ông Biden hiện đang đi hướng cắt giảm 25% trợ cấp phúc lợi vào 2033. RSC tuyên bố rằng việc giảm trợ cấp phúc lợi này không thể chấp nhận được và vô đạo đức, đồng thời đề nghị cải tổ của chương trình ngăn chặn việc cắt giảm. Trong khi đề nghị của RSC xem xét một số giải pháp khả thi, biện pháp khắc phục đưa ra của họ là sự kết hợp với các thực hiện những thay đổi nhỏ trong công thức tính số tiền bảo hiểm chính, thực hiện một số sự điều chỉnh nhỏ đối với tuổi về hưu để tính tới tuổi thọ đã tăng lên,
cũng như hạn chế và lỗi dần cái diện trợ phúc lợi xã hội cho người thu nhập cao. Chủ tịch OSC Calvin Kern của đảng Cộng hòa Oklahoma đã trích dẫn một kế hoạch chi tiết nói rằng cái đảng Cộng hòa sẽ không điều chỉnh hoặc trì hoãn phúc lợi hưu trí cho bất kỳ người cao niên nào về hưu sắp tới. Cách khắc phục là gì? Lực lượng đặc nhiệm của đảng Cộng hòa đã nêu trong một cái đề nghị cần căn bản có ba cách để giải quyết vấn đề mất khả năng thanh toán của an sinh xã hội. Một biện pháp khắc phục là có thể chuyển tiền từ quỹ chung được tài trợ bằng nợ mà họ cho rằng không bền vững. Cách tiếp cận này có dẫn đến một hậu quả là mắc kẹt giữa việc chi tiêu bằng tâm hồn to lớn với người đóng thuế phải gánh khoảng 200.000 tỷ đô la không tính lại. 200.000 tỷ không tính lại từ 2024 cho đến năm tài chính của 2096, lúc đó tôi chết mẹ nó rồi. Ngoài ra cái biện pháp đó sẽ mở ra cơ hội việc tăng thuế hàng loạt để trang trải cho khoản chi tiêu chung ngày càng tăng. IC lập luận rằng một cách cơ bản hơn, lựa chọn này sẽ củng cố sự bất lực của Quốc hội trong việc giải quyết cái tình trạng mất kiểm soát tài khoá của Mỹ, đồng thời chỉ ra rằng Mỹ đang hiện nợ 34.000 tỷ đô la và rằng cái sự thiếu hụt tiền của chương trình an sinh xã hội và Medicare thúc đẩy gần như hoàn toàn cái mức tăng tâm hụt dự kiến là 984 tỷ đô la lên 3.290 nghìn ngàn tỷ đô la vào năm 2033. Đảng Cộng hòa lập luận rằng việc chuyển từ quỹ chung được tài trợ bằng nợ cũng sẽ tăng thêm mối đe dọa kinh tế do Trung Cộng gây ra, vì Trung Cộng là chủ nợ lớn quốc gia đứng hàng thứ hai của thế giới mua cái nợ công của Hoa Kỳ. Họ nêu rõ, việc tiếp tục tận dụng những cái nghĩa vụ nợ vô trách nhiệm của chúng ta đối với ngoại quốc, đặc biệt là các đối thủ của mình, sẽ mang lại rủi ro lớn cho Hoa Kỳ. Nếu sự an sinh xã hội sắp phá sản không thúc đẩy được qua trình đốn thực hiện những chương trình bền vững, thay vào đó để cho Quốc hội tập trung giải quyết những vấn đề chi tiêu thâm hụt và thuế hơn, thì Quốc hội sẽ mãi mãi từ bỏ cái trách nhiệm khôi phục sự lành mạnh về tài khoá. Một sự lựa chọn khác dường như được một số người phe cánh tả được đề nghị là tăng thuế. Cái đảng Dân Chủ đề nghị mức hạn ở mức thu nhập phải chịu thuế tiền lương, hiện giới hạn là 168.000 đô la. Cái lực lượng đặc nhiệm của đảng Cộng hòa lập luận rằng chống cái tiếp cận này và cho rằng áp dụng thuế tiền lương cho tất cả những khoản thu nhập không chỉ dẫn đến mức tăng thuế lớn nhất lịch sử của Hoa Kỳ mà không làm cho an sinh xã hội có khả năng thanh toán trong khi loại bỏ cái việc làm. Đảng Cộng hòa nêu trong kế hoạch chi tiết, nếu ông Biden và thành viên của đảng Dân Chủ tại Quốc hội tiếp tục đánh lừa người Mỹ, khiến họ nghĩ rằng tăng thuế đối với người giàu có thể giải quyết được vấn đề, họ lập luận rằng tăng thuế người Mỹ sẽ trừng phạt chính họ và tạo gánh nặng cho nền kinh tế, đồng thời gọi cái chế độ thuế và chi tiêu là thảm họa và thuế lụy thoái. Cái thuế lụy thoái trên thực tế là một cái loại thuế mà double thuế, và trong khi đó chúng ta đang tốn cái thuế lạm phát. Do đó cái giải pháp của đảng Cộng hòa là đề nghị tạo ra các khoản tiết kiệm cho chương trình bằng cách thực hiện một loạt cải tổ. Đảng Cộng hòa trong kế hoạch chi tiết, ví dụ như là bản kế hoạch ngân sách của sở thuế sẽ được thực hiện thay đổi nhỏ đối với công thức tính trợ cấp phúc lợi của bảo hiểm dành cho cá nhân chưa đến tuổi sắp về hưu và kiếm được nhiều hơn là số trợ cấp phúc lợi cho người giàu có nhất. Mặc dù bản kế hoạch này không đi sâu vào chi tiết về những thay đổi trong công thức tính mức nợ phúc lợi, Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng đã đề nghị một khái niệm tương tự liên quan đến việc giảm cái hệ thống PIA xuống 5% từ mức 15% hiện tại để đối với những người thu nhập trung bình hàng tháng được lập chỉ là mục đích 6.721 đô la trở lên. Bên cạnh việc cắt giảm mức trợ cấp phúc lợi an sinh xã hội mà gia đình thu nhập cao nhận được, đảng Cộng hòa còn đề nghị tăng tuổi về hưu để tính tuổi thọ tăng lên. Nhưng cái nhóm không đưa ra độ tuổi mục tiêu, thay vào đó kêu gọi ông Biden và đảng viên đảng Dân Chủ bàn thảo những cái tổ hợp này để nghiên cứu cái chương trình nhằm xác định chi tiết. Nhưng đây là một phần của kế hoạch, nhưng mà Tổng thống Trump thì từ chối kế hoạch này. Tôi không nghĩ là nên tăng cái vấn đề cái tuổi về hưu, và tôi nghĩ cái đảng Cộng hòa nếu mà thật sự ủy ban của họ mà đưa ra kế hoạch này là sự thất bại rất thảm bại. Cái đề nghị này cũng đề xướng hạn chế và loại bỏ dần những phúc lợi phụ trợ dành cho người thu nhập cao. Các chi tiết cụ thể một lần nữa được đưa ra để lại các cuộc đàm phán trong tương lai. Ngoài ra, ủy ban quốc gia của đảng Cộng hòa còn đề nghị tăng cường khả năng thanh toán của quỹ an sinh xã hội bằng cách tăng doanh thu trừ tiền thuế lương trong qua,
cải tổ thuế ủng hộ tăng trưởng, chính sách năng lượng ủng hộ tăng trưởng, giúp tăng lương và yêu cầu công việc chuyển người Mỹ nhận trợ cấp sang phúc lợi làm việc để cải tổ giúp tăng trưởng kinh tế. Hiện giờ cái labor participation của chúng ta chỉ khoảng 62%, thì có nghĩa là vài chục triệu người vẫn đang tiếp tục ở không nhận tiền trợ cấp của chính phủ. Thì tôi nghĩ cái tưởng tượng vài chục người này mà đi làm trở lại thì đương nhiên họ sẽ đóng một quỹ thuế rất lớn. Liên quan đến cải tổ thuế, đề nghị của họ để tìm cách cắt giảm gần 5.500 tỷ đô la trong 10 năm. Ước tính rằng các tác động hỗ trợ tăng trưởng sẽ mang lại doanh thu bổ sung là 566 tỷ đô la. Các cải tổ khác liên quan đến thuế bao gồm việc thực hiện vĩnh viễn các điều khoản cắt giảm thuế cá nhân và kinh doanh với thời của ông Trump. Biện pháp sẽ làm tăng doanh thu thuế tiền lương trong khoảng 27.500 tỷ trong 10 năm. Một khoản tăng doanh thu thuế tiền lương khác tới 6.3 tỷ đô la sẽ đạt được trong đề nghị của họ bằng cách ban hành các cải tổ thuế để tăng trưởng khác, cho phép doanh nghiệp chi trả toàn bộ và ngay lập tức các khoản đầu tư của họ vào nghiên cứu và phát triển. Nhìn chung, chúng tôi sẽ không ủng hộ việc cắt giảm hoặc trì hoãn trợ cấp hưu trí cho bất kỳ người cao tuổi nào sắp về hưu hoặc được về hưu. Không phải là bây giờ và mãi mãi sau, ủy ban này tuyên bố. Khi tình trạng vỡ nợ đang đến gần trong cái thời hạn ngân sách 10 năm, Quốc hội có nghĩa vụ đạo đức và trực tế để buộc giải quyết cái vấn đề của an sinh xã hội. Những cải tổ dần dần hợp lý chỉ giúp Quốc hội có thêm thời gian cùng nhau đàm phán cái chính sách để bảo đảm khả năng thanh toán an sinh xã hội trong nhiều thập niên tới. Bản kế hoạch của ủy ban đảng Cộng hòa cũng có đóng vai trò như một chính sách mà đảng Cộng hòa có thể theo đuổi nếu giành lại Hạ viện và chiếm lĩnh tòa bạch ốc. Tương lai của an sinh xã hội cũng đổ thành một đua tài chính trị tranh cử của 2024. Ông Biden đã cáo buộc đảng Cộng hòa tìm cách cắt giảm phúc lợi an sinh xã hội mà điều cấm Cộng hòa hoàn toàn được phủ nhận. Như bản kế hoạch ngân sách của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa đề nghị không phải là như vậy. Một sự cải tổ chung và một sự cải tổ cần thiết. Và welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình của The LV News. Trở lại một tin buồn tiếp theo. Tin buồn tiếp theo, cái thật sự. Sở thuế đã chính thức tuyên bố 1 tỷ đô la trong yêu cầu nhận tính thuế trong thời kỳ đại dịch là không đúng hoặc gian lận. Wow, thời kỳ đại dịch là thời kỳ rất là ấm no. Và ai ai cũng có tiền cả. Mà chứng minh nó sẽ truy thu lại không còn đồng xu. Sở thuế vụ cho biết chỉ trong 6 tháng qua họ đã phát hiện hơn 1 tỷ đô la trong yêu cầu nhận tính thuế cái thời đại dịch khả năng lần, cùng với 3 tỷ đô la những tính thuế khả năng là sai mà đơn vị điều tra tội phạm họ đang xem xét. Sở thuế cho biết trong một thông báo ngày 22 tháng 3 rằng những nỗ lực tương tự của họ đã ngăn chặn được các yêu cầu nhận tính thuế giữ chân nhân viên là gian lận hoặc không chính xác trị giá 1 tỷ đô la kể từ khi cơ quan này áp dụng cái lệnh cấm đối với yêu cầu ERC mới hồi tháng 9 của 2023. Ủy viên Daniel cho biết trong một tuyên bố, sở thuế đạt được một tiến bộ quan trọng trong nỗ lực tuân thủ của chúng tôi để bảo vệ doanh thu 1 tỷ đô la chỉ trong 6 tháng. Nhưng chúng tôi vẫn lo ngại sâu sắc về lạm dụng phổ biến liên quan đến việc yêu cầu nhận tính thuế, vốn đã gây tổn hại cho các doanh nghiệp nhỏ này. ERC là khoản tính thuế có hoàn lại được thiết kế dành cho doanh nghiệp tiếp tục trả lương cho nhân viên trong thời kỳ phong tỏa đại dịch của COVID-19. Những kẻ quảng cáo lừa đảo đã thúc đẩy một làn sóng yêu cầu ERC sai nhắm vào doanh nghiệp không chủ ý, khiến sở thuế tăng cường hoạt động trực tri để ngăn chặn những thanh toán yêu cầu tính thuế không xác đáng để giảm doanh thu thuế của sở thuế. Bởi vì đáng cho nó chi tiêu một cách trắng trợn, nhưng mà thật sự vì nào mà móc túi của sở thuế đó nha, cẩn thận tụi nó sẽ không lấy lại đồng xu nào đâu. Tụi nó có thể móc túi vì được, nhưng mà thật sự tụi vì không thể móc túi được. Đó là bài học, là lesson learned quý vị. Bên cạnh việc áp lệnh tạm dừng nộp cho các ECA vào ngày 14 tháng 9 của 2023, sở thuế cũng khai triển một số chương trình nhằm mang lại cho các doanh nghiệp cho yêu cầu tính thuế sai một cơ hội để trả lại khoản tính thuế đó với mức phạt tối thiểu. Một trong số chương trình tiết lộ tự nguyện cho phép người nộp thuế yêu cầu ERC không đúng để trình bày về sở thuế
Đổi lại việc sẵn sàng trung thực, họ chỉ phải trả 80% số tiền họ nợ. Một chương trình khác là cái quy trình rút lại yêu cầu đặc biệt cho phép doanh nghiệp đã nộp đơn yêu cầu tránh thuế đáng ngờ rút lại cái yêu cầu đó và tránh được nguy cơ nhận một khoản hoàn thuế bất hợp pháp có thể gây tốn kém. Sở thuế cho biết ngoài 1 tỷ đô la khiếu nại sai bị hủy, bộ phận điều tra hình sự của sở thuế đang xem xét 3 tỷ đô la khác trong khiếu nại có khả năng gian lận hoặc không đúng đắn. Tôi không biết rằng là cái tiệm rượu của ông Newsom, thống đốc bang của California như thế nào, nhưng mà thật sự cái tiệm rượu đó nó nghe nó cũng cho mượn vay rất là nhiều, và có 10 nhân viên mà mượn vay gấp 10 lần so với bình thường một số nhân viên khác. Sở thuế đã phát hiện rằng hơn 12.000 tổ chức đã nộp hơn 22.000 yêu cầu tránh thuế sai, dẫn đến xem xét của 572 triệu đô la. Cơ quan này cho biết họ đã gửi đến 12.000 bức thư yêu cầu trả lại cái số tiền được yêu cầu sai trái, cộng với khoản phạt và tiền lãi cái tài khoản ERC có được để thanh toán. Chương trình công bố tự nguyện và công bố lần đầu tiên vào tháng 12 của 2023. 23 cho phép chủ doanh nghiệp đã nộp ERC một cách sai trái được giải quyết với cơ quan thuế bằng cách thừa nhận sai sót. Đó là việc tự nguyện cung cấp những thông tin như vậy, các doanh nghiệp cũng đã giữ lại 20% số tính thuế nhận sai. Họ sẽ không bị tính bất kỳ khoản lãi nào đối với 80% còn lại mà họ trả cho sở thuế. Những doanh nghiệp không trả nổi 80% tiền tính thuế đã nhận có thể được chấp thuận một thỏa thuận trả góp, cho phép họ trả lại trong thời gian dài hơn. Các doanh nghiệp ghi danh cái chương trình không phải là thuộc đại diện bị điều tra hình sự cũng không bị sở thuế kiểm tra thuế về việc làm, cũng như không nhận được một thông báo về yêu cầu hoàn trả của sở thuế. Sở thuế cũng đang sử dụng cái chương trình này để truy lùng những kẻ quảng bá vô đạo đức, những người đã sử dụng các kỹ thuật tiếp thị ráo riết để dụ các doanh nghiệp yêu cầu ERC một cách sai trái. Để đủ điều kiện tham gia cái chương trình này, chủ doanh nghiệp phải cung cấp cho sở thuế tên, địa chỉ, số điện thoại của bất kỳ cố vấn hoặc người khai thuế nào đã tư vấn và hỗ trợ giải quyết cái yêu cầu của ERC. Sở thuế hôm ngày 22 tháng 3, cái chương trình tiết lộ tự nguyện đã mang lại 225 triệu đô la từ 500 doanh nghiệp đóng thuế, 800 đề trình khác vẫn đang được giải quyết. Cái hạn chót của chương trình này là ngày 22 tháng 3 đã qua, nhưng sở thuế cho biết họ có thể mở lại chương trình này một ngày trong tương lai, mặc dù điều này sẽ yêu cầu Quốc hội hành động để gia hạn và trời hiệu hết yêu cầu nhận ERC. Sở thuế tiếp tục theo dõi sát sao các thảo luận về Quốc hội về ERC và cần thiết gia hạn các công cụ quan trọng trong quy định để bảo vệ khỏi yêu cầu của ERC không thỏa đáng. Ông Waffle cho biết, trong mấy cái trường hợp nào thì sở thuế sẽ tiếp tục giải quyết cái vấn đề của ERC, bao gồm các yêu cầu sai sót và số tiền ERC lớn năm của 2021. Một chương trình khác mà sở thuế đã triển khai vào tháng 10 của 2023 là quy trình rút lại cái đơn yêu cầu đặc biệt cho phép doanh nghiệp đã nộp đơn yêu cầu đáng ngờ để nhận ERC rút lại cái yêu cầu đó và tránh được rủi ro bị phạt và lãi suất tốn kém. Tùy chọn rút cái đơn yêu cầu này cho phép chủ doanh nghiệp tránh được những vấn đề trong tương lai bằng cách rút lại yêu cầu ERC đang chờ giải quyết nếu họ nghi ngờ rằng họ có thể bị lừa hoặc nộp đơn và chưa được thanh toán. Khi doanh nghiệp nhận được những chi phí hoàn thuế ERC nhưng chưa rút tiền mặt và đã gửi tiền thì doanh nghiệp ấy vẫn có thể rút lại yêu cầu. Cái yêu cầu rút lại của ERC được sở thuế giải quyết nhưng đại chúng có thể nộp và cơ quan này không áp dụng những hình phạt hoặc tiền lãi. Sở thuế cho biết ngày 22 tháng 3 rằng chương trình này sẽ dẫn đến 1.800 cái lượt rút hồ sơ yêu cầu nhận được số tiền ERC trị giá 251 triệu đô la. Chương trình rút lại ERC vẫn mở ngày 22 tháng 3. Vậy những doanh nghiệp khiếu nại ERC sai chưa được giải quyết vẫn tiếp tục có sự tùy chọn. Wow! Và đó là từ từ sở thuế nó sẽ móc túi quý vị. Và trở lại bản tin tiêu điểm khác nữa liên quan đến Hoa Kỳ của chúng ta, đảng viên đảng Cộng Hòa lên tiếng sáng kiến cảnh báo của Bộ Tư pháp về súng ống. Đây là những gì mà chúng ta thấy, cái Bộ Tư pháp của chính quyền Biden đang tác động trực tiếp vào những tu chính án, đặc biệt là tu chính án thứ hai. Tu chính án thứ nhất thì khỏi nói rồi, họ đã hợp tác với một số công ty mạng xã hội để bịt miệng rất là nhiều tiếng nói trong quá khứ liên quan đến những chính sách của Biden, kể cả luôn vấn đề về chủng cô tập 19. Hồi cuối tuần của đảng Cộng Hòa đã đưa ra cảnh báo sự Bộ Tư pháp đã cung cấp một nguồn trung tâm nguồn lực
để giúp thực thi luật cảnh báo của tiểu bang nhằm ngăn chặn một số cá nhân sử dụng súng. Hôm thứ Bảy ngày 23 tháng 3, Tổng trưởng lý Garland cho biết trong bản tin rằng trung tâm này sẽ cung cấp cho các đối tác của chúng tôi trên khắp các đất nước những nguồn lực quý giá để bảo đảm súng không được lọt vào tay của những người gây mối đe dọa cho chính họ hoặc người khác. Trang web được ra mắt trong tuần này sẽ cung cấp khóa đào tạo và trợ giúp kỹ thuật cho các quan chức chấp pháp, công tố viên, luật sư, thẩm phán, bác sĩ lâm sàng, các nhà cung cấp dịch vụ xã hội, dịch vụ nạn nhân, các tổ chức cộng đồng và chuyên gia sức khỏe hành vi. Thông báo cho biết luật ảnh báo hay là lệnh án bảo vệ cho trường hợp rủi ro cực độ Extreme Risk Protection Order cho phép các quan chức trạch tru súng từ một cá nhân theo lệnh của thẩm phán nếu cá nhân đó có nguy cơ làm hại chính họ hoặc là người khác. Việc thành lập trung tâm này là ví dụ mới nhất về nỗ lực của Bộ Tư pháp trong việc sử dụng tất cả những quy định do đạo luật cộng đồng an toàn của lưỡng đảng cung cấp để bảo vệ cộng đồng khỏi bạo lực súng đạn, ông Garland cho biết trong một thông báo. Thông báo của Bộ Tư pháp được đưa ra sau khi 2 năm kể từ Quốc hội thông qua đạo luật cộng đồng an toàn hơn của lưỡng đảng. Đạo luật này đã ra quy định giúp các tiểu bang và thành phố thực thi các luật cảnh báo. Luật này đưa ra sau cái vụ xả súng hàng loạt tại Texas. Một số nhà lập pháp của đảng Cộng hòa đã giống lên hồi chuông cảnh báo sau khi Bộ Tư pháp công bố hồi tuần này. Ông Garland giờ đã công bố chiến dịch cảnh báo quy mô lớn mà đảng mà DOJ đã tiến hành bằng cách sử dụng mọi cái công cụ gián điệp mà chính phủ của Hoa Kỳ có nhằm để vi phạm tru chính án thứ hai của Mỹ. Dân biểu Green của đảng Cộng hòa Georgia đã viết trên trang mạng của X. Điều này xảy ra ngay sau khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tài trợ đầy đủ cho DOJ được vũ khí hóa của ông Biden. Dân biểu Thomas Massey của Kentucky nói rằng cái quái gì đây? Trung tâm cảnh báo liên bang. Chúng tôi không cho phép điều này. Nhà lập pháp tiểu bang Kentucky đã lưu ý rằng thông báo này được đưa ra sau khi Thượng viện có thể thông qua cái luật tài trợ của chính phủ cho cuộc bỏ phiếu vào sáng thứ Bảy. Một phần nào trong phần không được xâm phạm là khó hiểu, dân biểu Kat Menmack, Cộng hòa của Florida, đã viết, đề cập đến nội dung của tru chính án thứ hai trong cái hiến pháp. Cả dân biểu Green và dân biểu Kenmack là dân biểu Messi đều không bỏ phiếu cho đạo luật cộng đồng an toàn hơn của lưỡng đảng vào 2022. Khi đó chỉ có 14 thành viên của đảng Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ cái dự luật này, và 10 người trong số họ đã rời khỏi Quốc hội hoặc không tái đắc cử. Cái đám mà undocumented Democrat là cái đám này, từ từ vị thầy, cái đảng Cộng hòa chúng ta rất bừa. Trong một tuyên bố của tòa bà đốc được đưa ra vào thứ Bảy, 21 tiểu bang đã được thông qua cái luật cảnh báo. Thông báo của DOJ được đưa ra sau khi tòa phúc thẩm giữ nguyên cái luật cảnh báo của tiểu bang New York, nói rằng cái luật này không vi phạm tru chính án thứ hai. Cái quy định này phù hợp với truyền thống lịch sử của quốc gia về quản lý súng trong việc ngăn chặn những cá nhân nguy hiểm mang súng, do đó được cho là hợp pháp, ý kiến của tòa án viết. Trong khi đó, mụ thống đốc của tiểu bang New York, đó là Kathy, một thành viên của đảng Dân Chủ, đã ca ngợi quyết định của tòa án, nói rằng cái nỗ lực của New York nhằm để củng cố luật cảnh báo của chúng tôi để giữ vũ khí nguy hiểm, tránh xa những người nguy hiểm cho bản thân chính họ và những người khác. Chúng tôi cam kết tiếp tục cuộc chiến chống bạo lực súng đạn và bảo vệ an toàn công cộng. Những luật sư của nguyên đơn đó là ông Corey Monroe, nói với phóng viên một tuần trước rằng luật này không cung cấp sự bảo vệ đầy đủ, ông nói. Chúng tôi tin rằng cái luật cảnh báo của New York vẫn thiếu các biện pháp thủ tục đầy đủ và bắt buộc theo yêu cầu của hiến pháp đối với những người có thể nhận thấy mình là những người phản đối với những lệnh như vậy. Và đó là chương trình của The LV News. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình của LV News tiếp theo. Chương trình LV News được premiering trực tiếp vào lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Chào tạm biệt.